sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình lực lượng vũ trang quân khu 5. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 23 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 5 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Sáng ngày 22 tháng 12, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5, thủ trưởng các cơ quan quân khu đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 để dâng hương báo công với Bác. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 đời đời tưởng nhớ công lao to lớn của người đã sáng lập, rèn luyện quân đội ta từng bước trưởng thành và phát triển. Đến đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quân khu, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đã tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cán bộ cha anh đã khuất. Qua đó nguyện phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tiếp bước các thế hệ đi trước, hoàn thành tốt, trọng trách được giao, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang quân khu 5 trong 68 năm qua. Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 qua các thời kỳ. Tại tỉnh Khánh Hòa và Kon Tum, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức gặp mặt hơn 200 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn phía Nam và khu vực Tây Nguyên. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thông báo tình hình thời sự chính trị, quân sự nổi bật trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu 5 nói riêng. Đồng thời, các cán bộ cao cấp nghỉ hưu đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tại thành phố Đà Nẵng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 23 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và gặp mặt thân mật gần 3.000 cán bộ quân đội nghỉ hưu cấp tá đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Về hoạt động thể thao, năm nay giải Việt Giã chạy vũ trang truyền thống báo Đà Nẵng lần thứ 16 có hơn 1.000 vận động viên thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố cùng 5.000 người tham gia cuộc chạy hưởng ứng. Dịp này, các hoạt động văn hóa văn nghệ, nhất là liên hoan nghệ thuật quần chúng truyền thống, hát về người chiến sĩ hát đã được nhiều địa phương đơn vị tổ chức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, chào mừng quân đội ta qua 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Cùng các hoạt động sôi nổi thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 đã tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, thăm tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn quân khu. Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Lê ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với số tiền hỗ trợ đầu tư xây dựng là 70 triệu đồng. Số tiền này được trích từ Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa lực lượng vũ trang quân khu 5. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình bà Lê vượt qua khó khăn, ổn định nơi ăn ở và phát triển kinh tế tại địa phương. Trường Cao đẳng nghề số 5 Quân khu 5 vừa trao ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình anh Nguyễn Tấn Mạnh tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Được biết, anh Mạnh nguyên là bộ đội xuất ngũ có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, cha là liệt sĩ, mẹ là thương binh, không có nhà ở để ổn định cuộc sống. Đây là ngôi nhà thứ hai trường cao đẳng nghề số 5 quân khu xây tặng từ đầu năm tới nay. Tại thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Cục Kỹ thuật Quân khu 5 tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Trương Công Đức là đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà có diện tích 78m² với kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, trong đó Cục Kỹ thuật Quân khu 5 hỗ trợ 70 triệu đồng. Tại thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Vạn Tường, quân khu 5, tổ chức bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho vợ chồng anh Trần Đình Thuyên và chị Phan Thị Mỹ. Hai vợ chồng đều là con liệt sĩ với kinh phí hỗ trợ là 70 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, lao động, quốc phòng, các cơ quan đơn vị, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tại tổ 42, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Trung đoàn Thông tin 575 Quân khu 5 tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho Trung úy chuyên nghiệp Trần Văn Liêu, nhân viên nấu ăn của tiểu đoàn 3 Trung đoàn Thông tin 575 có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Qua hơn một tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 80m2 được bàn giao đúng vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng được trích từ Quỹ Tình Nghĩa của Bộ Quốc phòng. Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thành, được Cục Hậu cần Quân khu 5 tổ chức bàn giao cho gia đình bà Lê Thị Gia, thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Được biết trong năm nay, Cục Hậu cần Quân khu 5 đã khảo sát xây dựng và bàn giao 8 ngôi nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 Quân khu 5 vừa khánh thành bàn giao hạng mục đường giao thông nông thôn tại xã Trà Vàn, huyện Nam Giang và xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Sau hơn 5 tháng tích cực triển khai thực hiện thi công, hạng mục đường giao thông nông thôn tại thôn La Bơ Bê, xã Trà Vàn, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam được hoàn thành và bàn giao cho địa phương. Với chiều dài 2.300 m, rộng 3,5 m, tải trọng thiết kế phù hợp với loại đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới của Bộ Giao thông Vận tải. Đây là tuyến đường giao thông quan trọng giúp bà con nhân dân thôn La Bơ Bê, La Bơ A, xã Trà Vàn thuận tiện việc đi lại, vận chuyển lương thực, hàng hóa, tạo diện mạo mới trong việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương. Cũng trong thời gian này, tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 khánh thành bàn giao hạng mục đường giao thông nông thôn tại thôn 1, xã Phước Mỹ với chiều dài 2.300 m và khánh thành doanh trại đội sản xuất nông lâm 2. Nơi đây sẽ là cầu nối giữa Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 với nhân dân trong xã nhằm trao đổi kinh nghiệm sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng trang trại mẫu, tạo giống cây trồng, con vật nuôi thích hợp có giá trị kinh tế cao, đồng thời vận động nhân dân phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập, xây dựng cuộc sống văn hóa lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, cảm thông sẻ chia bao khó khăn vất vả của bà con nơi vùng sâu vùng xa, cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã huy động quyên góp, chuyển đến tận tay cho nhân dân xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam những phần quà thật ý nghĩa trong mùa giáp hạt. Là xã miền núi, cuộc sống của người dân xã A Vương, huyện Tây Giang gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn, chủ yếu dựa vào nương rẫy. Với tình cảm, trách nhiệm của mình và sự cảm thông sẻ chia sâu sắc, cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã vận động quyên góp, trao cho nhân dân địa phương 150 suất quà và hơn 1.400 bộ quần áo, chăn màn với số tiền gần 40 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần cung cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương vào mùa giáp hạt nơi vùng sâu, vùng xa này. Việc làm đó đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc với mỗi người dân nơi đây. Trà Vương hiện nay là cái hộ đói nghèo còn 80% nữa, đề nghị là bộ đội, đề nghị quân khu tiếp tục là giúp cho đồng bào về kinh tế, xã hội, giúp cho khoa học kỹ thuật. Xin chân thành cảm ơn. Về với bà con xã A Vương, huyện Tây Giang, để hiểu hơn về cuộc sống gian khó của đồng bào vùng cao, giúp đỡ và chia sẻ bằng nhiều việc làm thiết thực, qua đó vun đắp tình đoàn kết quân dân cá nước và tô thắm hơn nữa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Việc nâng cao chất lượng tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng đã và đang đặt ra cho những người làm truyền hình không ngừng nỗ lực sáng tạo. Vì vậy, tại hội nghị liên tịch giữa Quân khu 5 và VTV Đà Nẵng đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm phản ánh kịp thời, phong phú các hoạt động của cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 trên sóng VTV Đà Nẵng và truyền hình Việt Nam. Thiếu tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5 đến dự. Năm 2012, ngoài nội dung thời lượng phát sóng trong chuyên mục Lực lượng vũ trang Quân khu 5 hàng tuần, các hoạt động đột xuất, sự kiện quan trọng của Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã được VTV Đà Nẵng tiếp nhận, khai thác, phát sóng và chuyển cho Đài Truyền hình Việt Nam. Chất lượng tin bài và chuyên mục Lực lượng vũ trang Quân khu đã có sự đổi mới rõ rệt cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tại hội nghị, các ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền và xây dựng chuyên mục Lực lượng vũ trang Quân khu 5 ngày càng phong phú về nội dung, gần gũi với đời sống người lính. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện để phóng viên VTV Đà Nẵng thâm nhập đưa tin, phản ánh phong phú sinh động các hoạt động của cán bộ chiến sĩ trên địa bàn Quân khu 5.
Cục Chính trị Quân khu 5 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Đầu tư Xây dựng Vạn Tường tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015. Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2012, Công đoàn Cơ sở Cục Chính trị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ sở Cục Chính trị đã thường xuyên quán triệt và thực hiện theo nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp. Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức, lao động quốc phòng luôn đi vào nề nếp, sát với tình hình thực tiễn của từng cơ quan đơn vị. Các công đoàn bộ phận triển khai khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chương trình hành động, bảo đảm đúng theo yêu cầu đặt ra, nội dung, hình thức hoạt động được đổi mới, phong phú, qua đó nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ đoàn viên công đoàn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh. Đại hội đã tiến hành thảo luận, bầu ban chấp hành mới và đoàn đại biểu tham dự đại hội công đoàn cấp trên. 5 năm qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức, lao động quốc phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Vạn Tường, hoạt động có chiều sâu, sát cơ sở, đem lại những kết quả thiết thực, thực hiện tốt vai trò chức năng là người đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên. Công đoàn tích cực tham gia công tác chuyên môn, lao động sản xuất, quản lý doanh nghiệp, phát huy vai trò năng động, sáng tạo của đoàn viên, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng công đoàn cơ sở luôn đạt vững mạnh xuất sắc. Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức hội thi tìm hiểu truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hội thi đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ, giáo viên, công nhân viên quốc phòng toàn đơn vị và sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tham gia. Với chủ đề Tự hào lịch sử, tiếp lửa truyền thống, hát mãi khúc quân hành, nội dung hội thi tập trung vào 3 phần: thi hiểu biết, hùng biện và năng khiếu. Qua hội thi nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ đơn vị và sinh viên các trường đại học cao đẳng về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và ý nghĩa lịch sử 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Cùng với cả nước hướng về kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 12 năm 2012, Bảo tàng Quân khu 5 tổ chức triển lãm hình ảnh chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Ngay ngày đầu tiên của đợt triển lãm, đã có gần 500 thầy cô giáo và học sinh nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Đà Nẵng đến tham quan. Chủ đề nội dung triển lãm được thể hiện rõ qua hơn 100 bức ảnh và một phim tài liệu. Đợt triển lãm nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn Quân khu 5 nhận thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn của chiến thắng 12 ngày đêm Hà Nội, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của đế quốc Mỹ, tạo ra bước chuyển biến chiến lược căn bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Nha Trang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 22 năm 2012. Tham gia liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 22, có hơn 350 nam nữ diễn viên của 18 đội nghệ thuật quần chúng thuộc các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Liên hoan lần này có số lượng người tham gia biểu diễn đông nhất từ trước đến nay. Đây là đợt hoạt động văn hóa văn nghệ có ý nghĩa thiết thực, chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 66 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Cái cảm giác của tôi lúc này là tôi rất là phấn khởi và đã đóng góp được cái lời ca tiếng hát mình vào những cái ngày lịch sử của dân tộc. Không khí cái buổi lễ hôm nay và cái buổi liên hoan văn nghệ hôm nay rất là sôi nổi, rất là hào hùng và nhiều cái tiết mục đa dạng, rất là hay so với năm ngoái. Hơn 100 tiết mục đặc sắc thuộc các thể loại như đơn ca, tốp ca, hát múa, hoạt cảnh, kịch được các đơn vị dàn dựng khá công phu. Thông qua hình thức sân khấu hóa, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, về chủ quyền biển đảo Việt Nam và truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Bằng lời ca tiếng hát, các diễn viên đã khắc họa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ,
tình đoàn kết quân dân gắn bó, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để xây dựng và bảo vệ đất nước của người chiến sĩ. Qua liên hoan lần này là đã sẽ góp phần tuyên truyền để quần chúng nhân dân cũng như đông đảo đồng bào tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cũng như nhân dân ở mọi miền của đất nước đến với Nha Trang Khánh Hòa du lịch, là người ta sẽ có cái ghi nhận về cái phong trào hoạt động văn hóa nghệ thuật của Khánh Hòa nói chung và cái chương trình chiến sĩ khác về chiến sĩ của Khánh Hòa nói riêng. Có thể nói, thông qua liên hoan là dịp để các cơ quan đơn vị phát hiện những hạt nhân văn nghệ quần chúng để bồi dưỡng làm nòng cốt cho các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Ban tổ chức đã trao tặng cờ và bằng khen cho các chương trình và tiết mục xuất sắc tại liên hoan. Chuyên mục Lực lượng vũ trang quân khu 5 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.